Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, số dân thường thiệt mạng và bị thương trong 6 tháng đầu năm nay tăng 23% so với cùng kỳ năm 2012, với hơn 1.300 người thiệt mạng, 2.530 người khác bị thương, trong đó các nạn nhân là phụ nữ và trẻ em tăng 30%. Những con số này đặt ra quan ngại về khả năng của Afghanistan trong việc tự đối phó với lực lượng nổi dậy Taliban sau khi quân đội nước ngoài rút về nước. Liên Hiệp Quốc cho biết, bom hoặc các thiết bị nổ vẫn là loại vũ khí giết người thường được sử dụng nhiều nhất, với hơn 53% số nạn nhân trong năm 2012, hầu hết là trẻ em. Số dân thường bị thương vong trong 6 tháng đầu năm 2013 ở Afghanistan đã tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó chủ yếu là do gia tăng sử dụng các thiết bị nổ tự chế. Tình trạng bạo lực leo thang tại Afghanistan khiến dư luận quan ngại về khả năng của lực lượng an ninh Afghanistan trong việc kiểm soát các phần tử nổi dậy, sau khi phần lớn quân đội nước ngoài sẽ rút khỏi chiến trường này vào năm tới. Hiện nay, các phần tử nổi dậy đang gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh Afghanistan, đặc biệt là tại các khu vực đã cho đóng cửa các căn cứ của lực lượng liên quân.